Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Huyện ủy Đất Thạch quán triệt triển khai chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên 72% trẻ em trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng vaccine sởi rubella. Thị xã Phúc Yên nỗ lực giảm nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 tiếp tục làm việc tại hội trường, xem xét chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Tờ trình dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành nêu rõ, việc đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành là cần thiết để hình thành và phát triển một cảng hàng không quốc tế trung chuyển có quy mô tầm cỡ khu vực nhằm phục vụ chiến lược phát triển vận tải hàng không Việt Nam. Dự án được đầu tư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích quy hoạch 5.000 ha. Sân bay Long Thành sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu vận chuyển 100 triệu khách một năm và 5 triệu tấn hàng hóa một năm. Dự án chia thành 3 giai đoạn, trong đó khai toán tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 7.837 tỷ đô la Mỹ, tương đương 164.589 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước và vốn huy động ngoài ngân sách. Thảo luận về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam, nhiều đại biểu quan tâm đến biện pháp khắc phục tình trạng chậm hủy chuyến bay. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật ngân sách nhà nước sửa đổi và dự án luật kiểm toán nhà nước sửa đổi. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng luật kiểm toán cần sớm được Quốc hội thông qua nhằm giúp tăng cường minh bạch hóa nền kinh tế, thể hiện rõ hơn thực lực của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong luật cần quy định rõ vai trò trách nhiệm của các đơn vị kiểm toán, tránh hiện tượng doanh nghiệp được kiểm toán hàng năm, thể hiện làm ăn có lãi nhưng kết quả vẫn vỡ nợ. Đối với luật ngân sách nhà nước, cần ưu tiên cho các địa phương có đóng góp cho ngân sách trung ương. Các địa phương có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, trung ương giao trách nhiệm cho các địa phương theo hình thức tự vay tự trả. Trung ương không nên đi vay sau đó phân bổ cho các địa phương. Luật ngân sách nhà nước phải đảm bảo công bằng trong nhiệm vụ chi, khắc phục ngay tình trạng xin cho ngân sách, tránh việc đầu tư dàn trải không hiệu quả, nhất là việc đầu tư trái phiếu chính phủ. Luật cần có cơ chế nuôi dưỡng nguồn thu, phải tính đến hiệu quả nguồn thu ngân sách. Trong luật cần bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của đoàn đại biểu Quốc hội trong việc đảm bảo nguồn thu chi ngân sách. Ngày 30 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Ngày 29 tháng 10, Phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014. Dự và chỉ đạo diễn tập các đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Cuộc diễn tập chiến đấu trị an phường hội hợp năm 2014 được vận hành theo cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, ban chỉ huy quân sự và công an phường là lực lượng nòng cốt trong triển khai, xử lý các tình huống hiệp đồng tác chiến. Nội dung cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu trị an. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu trị an với hai nội dung: hành động của trung đội dân quân cơ động khi được lệnh huy động tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ mục tiêu kinh tế chính trị trọng yếu của thành phố, diễn tập thực binh huy động lực lượng dự bị động viên. Cuộc diễn tập chiến đấu trị an phường hội hợp năm 2014 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể trong việc ngăn chặn và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống về quốc phòng an ninh. Huyện ủy Lập Thạch vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản hướng dẫn quy trình công tác nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác nhân sự trước đại hội đối với huyện ủy, đảng ủy các xã thị trấn, đảng ủy cơ quan trực thuộc cần phải rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ngay trong quý 4 năm 2014.
giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, cấp ủy chuẩn bị định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới, phương án nhân sự để báo cáo cấp trên. Huyện ủy Lập Thạch đã thống nhất kế hoạch, yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải tiến hành đúng quy định của Đảng, đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy các cấp phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ. Theo kế hoạch thời gian tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Đại hội các đảng bộ chi bộ cơ quan trực thuộc huyện ủy hoàn thành trong tháng 4 năm 2015. Đại hội đại biểu đảng bộ xã thị trấn hoàn thành trong tháng 6 năm 2015. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện không quá 3 ngày và hoàn thành trong tháng 8 năm 2015. Ngày 28 tháng 10 tại trường chính trị tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra năm 2014 cho hơn 300 học viên là cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành thanh tra và cán bộ xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014 ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Luật tố cáo 2011 và Thông tư 06/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo, Thông tư 07/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao thêm trình độ nghiệp vụ công tác thanh tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra của tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhất là trong việc thực thi Luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.
Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, thời gian qua, Chi cục thuế huyện Sông Lô đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế đối với người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, Chi cục thuế huyện Sông Lô đã thành lập các tổ đôn đốc thu nợ các khoản phí lệ phí, các khoản thuế ngoài quốc doanh, tiến hành cưỡng chế theo quy trình quản lý nợ. Đồng thời, Chi cục cũng thành lập bộ phận chuyên trách làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền, giải đáp trực tiếp các vướng mắc về chính sách, pháp luật thuế, giúp người nộp thuế nâng cao trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật thuế và tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Với những giải pháp kịp thời, 9 tháng năm 2014, tổng thu ngân sách do Chi cục thuế quản lý đạt trên 25,7 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Phát huy lợi thế nằm ở hạ lưu sông Lô, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, đẩy mạnh nghề cơ khí đóng tàu, góp phần giải quyết nhu cầu vận tải thủy và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Hiện nay, nghề đóng tàu ở Việt Xuân có trên 200 hộ tham gia, tập trung chủ yếu ở hai thôn Việt Hưng và Việt An. Trung bình mỗi năm, xã Việt Xuân đóng mới được khoảng gần 50 tàu, đem lại doanh thu trên 15 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng giá trị sản xuất toàn xã, đồng thời cũng giải quyết việc làm cho hầu hết lao động tại địa phương. Năm 2000, xã Việt Xuân đã quy hoạch khu đóng tàu và bãi tập kết rộng trên 5.000 hectare gần sông Lô, tạo điều kiện cho việc đóng và hạ thủy tàu của người dân. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thị xã Phúc Yên đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững thời gian qua, thị xã Phúc Yên tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập gia đình, như hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo cách làm kinh tế, khuyến nông, khuyến ngư. Đối với những người nghèo có sức lao động, có đất sản xuất nhưng thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm làm ăn, được tạo điều kiện tham dự các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm do Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thị xã tổ chức. Qua các lớp tập huấn này, các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hướng dẫn các kiến thức, bố trí sản xuất hợp lý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ, từ đó góp phần vượt lên thoát nghèo. Chúng tôi coi trọng đó là công tác tuyên truyền về nhận thức, về chương trình xóa đói giảm nghèo trên toàn địa bàn. Đối với tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên, từ đồng chí lãnh đạo cho đến từng người dân, để mọi người hiểu nhận thức sâu sắc về bản chất chương trình giảm nghèo và mỗi người phải xây dựng cho mình ý thức phát triển và ý thức thoát nghèo một cách bền vững. Xác định hỗ trợ vốn giúp người nghèo phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng trong giảm nghèo. Ngân hàng Chính sách Xã hội Phúc Yên đã tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh với mức vay 30 triệu đồng một hộ. Cùng với cái hoạt động chung của thị xã thì Ngân hàng Chính sách chúng tôi là cũng từng bước là thực hiện tốt những cái chỉ tiêu tín dụng được giao, cũng như là tăng cái vòng vay vốn tín dụng để đáp ứng cái vốn tốt nhất cho bà con. Và cái chương trình thứ hai nữa mà chúng tôi đang tập trung để mà chỉ đạo và tạo điều kiện là cái chương trình xuất khẩu lao động cho vay bằng cái nguồn vốn giải quyết việc làm của ngân sách tỉnh. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã triển khai rất là tốt và tạo điều kiện mọi điều kiện thuận lợi để cho người dân tiếp cận một cách nhanh nhất. Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng trong giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, thị xã Phú Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ về pháp lý và nguồn vốn, khuyến khích lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Trong đó đặc biệt ưu tiên những lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay trên địa bàn thị xã có khoảng 282 người nghèo, 356 người cận nghèo trong độ tuổi từ 18 đến 35 có khả năng đi xuất khẩu lao động. 10 tháng năm 2014, thị xã Phúc Yên có 137 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có nhiều người thuộc diện chính sách hộ nghèo, cận nghèo. Thị xã Phúc Yên phấn đấu đến hết năm 2014, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,2%. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 28 tháng 10, toàn tỉnh đã có trên 8 vạn trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Trong tổng số hơn 11 vạn trẻ từ 1 đến 5 tuổi đã được tiêm chủng vaccine sởi rubella, đạt tỷ lệ 72%. Qua tổ chức chương trình tiêm chủng cho thấy vaccine đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong tiêm chủng, Sở Y tế đã tích cực chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiêm chủng, đảm bảo tuân thủ đúng hướng dẫn, quy định, quy trình tiêm chủng.
đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn bổ sung cho cán bộ y tế về công tác tiêm chủng, đảm bảo chỉ những cán bộ đã qua tập huấn có kỹ thuật mới được tiêm chủng. Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với các cấp ủy chính quyền các cấp, các nhà trường tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh tích cực đưa trẻ đi tiêm chủng các loại vaccine sởi rubella, tổ chức tốt các buổi tiêm chủng định kỳ, cung cấp những thông tin đầy đủ cần thiết về chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella. Sở Y tế đã tăng cường cán bộ đến các cơ sở y tế, điểm tiêm chủng để giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong việc thực hiện tiêm chủng. Mới đây, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp 1 Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ 27 nhiệm kỳ 2014-2017. Nhiệm kỳ qua, các phong trào hoạt động của đoàn trường đã có những chuyển biến tích cực, được các cấp bộ đoàn ghi nhận và đảng bộ nhà trường đánh giá cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên đã được nâng lên, góp phần định hướng và xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. 100% đoàn viên thanh niên nhà trường đã tích cực học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường, không vi phạm vào các tai nạn xã hội cũng như trật tự an toàn giao thông. Thực hiện hiệu quả các phong trào lớn do Trung ương đoàn, tỉnh đoàn và nhà trường phát động như phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra phòng cháy chữa cháy cụm số 3 năm 2014. Cụm số 3 gồm 120 thí sinh của 13 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy các địa phương Vĩnh Phúc, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Với tư cách là một đơn vị địa phương tham gia thì trong quá trình chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã căn cứ vào các cái kế hoạch hướng dẫn của C-6 và chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh ra cái kế hoạch để tổ chức cho anh em thực hiện. Quá trình chuẩn bị thì đồng thời chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện để anh em cán bộ vừa đảm bảo cái công tác nhưng mà cũng đảm bảo được các cái nội dung chương trình theo kế hoạch để ôn thi, tham gia cuộc thi một cách tốt nhất. Các thí sinh tham gia kiểm tra bằng cả hai hình thức viết tự luận và trả lời trắc nghiệm với ba chuyên đề chính là kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, thực hiện các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và điều tra xử lý cháy nổ. Nhờ có sự chuẩn bị tốt của Cục C-66 và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, nên công tác kiểm tra được tiến hành đảm bảo có chất lượng, thể hiện tính trung thực. Đơn vị đăng cai chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện vật chất như là hội trường thi, rồi các điều kiện đảm bảo để in sao tài liệu thi, rồi các cái điều kiện để các thí sinh về dự thi đảm bảo an toàn. Qua cái đợt kiểm tra này là dịp để 13 tỉnh, 116 cán bộ kiểm tra được giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của các địa phương. Qua đợt kiểm tra nhằm giúp các thí sinh nâng cao nhận thức và chủ động nghiên cứu, học tập, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, nắm bắt và vận dụng các văn bản hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời đây là dịp để lãnh đạo các đơn vị đánh giá, phân loại được trình độ của cán bộ nhằm bố trí cán bộ hợp lý, hiệu quả. Trung tâm đào tạo và thông tin Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải phối hợp với Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn sơ cấp cứu chấn thương do tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường cao tốc. Hơn 100 học viên là các thanh tra viên, cán bộ quản lý khai thác, bảo trì trên các tuyến đường cao tốc, lái xe trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải được các giảng viên truyền đạt phương thức tổ chức cấp cứu gồm cảnh báo an toàn, bảo vệ hiện trường, di chuyển nạn nhân tại hiện trường, nguyên tắc sơ cấp cứu nạn nhân chấn thương do tai nạn giao thông. Mục tiêu đến năm 2015, huyện Vĩnh Tường có 13 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 thì 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Vĩnh Tường đã có nhiều đổi mới, hạ tầng vùng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đường giao thông nông thôn được quy hoạch, đầu tư xây dựng, đường làng ngõ xóm khang trang, xanh sạch đẹp.
đời sống nhân dân trong huyện được nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đến các xã, thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, sự chung sức chung lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Năm 2014 thì theo kế hoạch của tỉnh thì cũng như của huyện thì Vĩnh Tường sẽ có 3 xã về đích, đó là Bình Dương, Vũ Di và Tân Cương. Hiện nay thì 3 xã này thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo quyết tâm và quyết liệt. Và đặc biệt chỉ còn 2 tiêu chí nặng nhất, đó là tiêu chí số 6 về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 là về môi trường. Thế và chúng tôi phân công các đồng chí trong thường trực phụ trách các xã, các đồng chí thường vụ huyện ủy phụ trách các xã cũng như cấp ủy viên phụ trách các xã là thường xuyên có cái kế hoạch tính thời điểm bây giờ phải hàng tuần để xuống để đôn đốc đối với cơ sở. Thế và chúng tôi quyết tâm phấn đấu sẽ về đích trước tháng 12 của năm 2014 đối với 3 xã này. Tính đến thời điểm này, huyện Vĩnh Tường đã có 3 xã về đích xây dựng nông thôn mới, đó là xã Thượng Trưng, Tam Phúc và Ngũ Kiên. Được lựa chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2014, đến nay xã Bình Dương đã hoàn thiện 12 trên 19 tiêu chí. 7 tiêu chí chưa đạt chuẩn là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, hộ nghèo, y tế và môi trường. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân xã Bình Dương đang tích cực triển khai những công việc còn lại để đưa xã về đích theo đúng lộ trình. Thì hướng chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng thôn mới của xã Bình Dương thì quyết tâm chỉ đạo là phải tăng cường cái chỉ đạo của ban chỉ đạo xuống các thôn để đôn đốc triển khai thực hiện hàng ngày, hàng tuần, có cái phản ảnh về thường trực ban chỉ đạo để có cái khó khăn gì để vướng mắc để có cái tháo gỡ cho dưới cơ sở. Với sự đồng thuận cao, sự nhiệt tình ủng hộ, đóng góp sức người, sức của bà con nhân dân trên nhiều lĩnh vực đã góp phần không nhỏ để huyện Vĩnh Tường triển khai tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, để nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải có kế hoạch cụ thể và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Với đặc thù là xã miền núi, giá trị thu nhập kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đảng ủy chính quyền xã Vân Trục, huyện Lập Thạch xác định muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đúng hướng và có hiệu quả, trước hết phải chú trọng nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng thời từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp. Là một xã có diện tích đất đồi núi rộng, những năm trước đây tập quán canh tác của người dân địa phương chủ yếu là trồng những cây lâu năm và cây lấy gỗ. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Vân Trục đã phối hợp với các cấp các ngành và các công ty trong và ngoài tỉnh tư vấn cho người dân lựa chọn những cây giống cho năng suất và hiệu quả kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương.